ba cách dùng bột saffron cho hiệu quả nhanh không tưởng. Xem xong video này mọi người sẽ biết vì sao trong nhà nhất định phải có một hũ bột saffron như thế này. Dùng bột saffron không chỉ tiết kiệm hơn mà còn cho tác dụng vô cùng nhanh nữa. Cụ thể dùng như thế nào để nhanh thấy hiệu quả thì xem ngay ba cách này nha. Đầu tiên là mọi người có thể dùng bột saffron để pha trà, cho vào nước lọc, cho vào sữa hoặc cho vào bất kỳ đồ gì cũng ok. Nay thì mình sẽ pha bột saffron với cả táo đỏ để tăng thêm công dụng ngừa lão hóa và dưỡng trắng da. Đầu tiên thì mình sẽ cho vài miếng táo đỏ vào tách, sau đó rót nước nóng vào và chờ trong vài phút để táo chín. Tiếp theo thì cần rắc nhẹ một chút bột, khoái nhanh là các dưỡng chất trong saffron đã hòa tan hết ra nước và có thể uống được luôn. Cách thứ hai là mọi người có thể dùng bột saffron để làm mặt nạ dưỡng da. Lấy 1 đến 2 thìa sữa chua không đường cho vào bát, rồi rắc thêm một chút bột saffron vào, trộn đều lên là xong. Có ngay một hỗn hợp mặt nạ dưỡng da cực kỳ chất lượng, bổ sung vitamin A, B, E cho da. Tuần thì chỉ cần đắp khoảng 2 đến 3 lần thôi, đảm bảo da sẽ căng bóng và mềm mướt ngay. Chị em có thể dùng bột saffron cùng với sữa tươi không đường, mật ong hoặc bất cứ nguyên liệu làm đẹp nào tùy thích nha. Một cách dùng bột saffron này nữa mà mọi người cực kỳ nên biết đó là dùng để nấu cơm. Ui, cơm saffron lúc mà chín tới thì nó vàng óng, thơm nức mũi, hạt nào hạt nấy mẩy, tròn dẻo, thơm trong đẹp mắt vô cùng. Để nấu thì chỉ cần đúng 2 bước, vo gạo cho vào nồi như bình thường rồi đổ nước vào. Cuối cùng thì chỉ cần rắc một chút bột saffron, sau đấy khuấy nhẹ lên cho đều rồi cho vào nồi, thế là xong. Quan trọng nhất là đừng quên bật nút nha. Đây là 3 cách dùng bột saffron mà mình thấy đơn giản và hiệu quả nhất. Mọi người nếu như có cách dùng khác nữa thì nhớ chia sẻ ngay cho mình biết nha.